Nhà đất Uy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Góc Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị ta một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 12m, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà với hướng chính bắc, thiết kế một trệt một đứng 3 lầu, xây phun đất và có mặt tiền thiết kế hiện đại rất là đẹp nha mọi người. Chúng ta cùng lấy mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà thì có phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Chúng ta cùng để ý mặt tiền mặt chính căn nhà một lần nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau tham quan con đường trước nhà nha mọi người. Con đường trước nhà là một con đường cụt xe hơi vào tận nhà, đường 5m nha mọi người. Rất là sạch sẽ. Cái mặt tiền đường chính đường. Nhà chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm sinh pha. Một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm sinh pha sát nhau nha mọi người. Thiết kế là cửa lưng ngược nên chúng ta sẽ có khu vực đậu xe hơi xe máy bên ngoài. Đây, khu vực đậu xe hơi xe máy này. Khu vực này khoảng chừng 6-7 mét chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và đậu được rất là nhiều xe máy nha mọi người. Phía dưới thì đổ bê tông, ốp gạch 80, hai bên tường thì có tấm giấy, treo tranh và khu vực tủ giày dép phía trong. Phía trên tường chúng ta còn có sơn hiệu ứng nữa nha quý vị. Phía trên là trần thạch cao đèn led chiếu sáng. Di chuyển vào trong thì chúng ta sẽ tới với khu vực phòng khách phía sau, khu vực lưng ngược và khu vực vệ sinh dưới cầu thang này. Đây là khu vực vệ sinh dưới tầng trệt, chúng ta sử dụng chung cho không gian phòng khách và khu vực đậu xe hơi. Di chuyển vào trong đây chúng ta có những bức tường được ốp gạch trang trí, có đèn chiếu sáng và cây xanh. Cuối nhà sẽ là không gian phòng khách phía sau với khu vực phòng khách rất tuyệt vời, đẹp, sang trọng, đẳng cấp và thiết kế khá là hài hòa và hiện đại nha quý vị. Một bên là tủ kệ tivi, một bên chúng ta để sofa và chạy ảnh trang trí. Phía trên là trần thạch cao đèn chiếu sáng. Phía cuối nhà thì chúng ta có giếng trời. Đây là khu vực lưng ngược của căn nhà. Đây chúng ta đang tham quan không gian lưng ngược căn nhà phía sau này. Ngang 4m, độ dài 12m, xây phun đất. Sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày. Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà khi mua. Một căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Văn Lượng ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, đi vào khoảng chừng 200m là tới nhà. Đường trước nhà 5m xe hơi vào tận nhà, cách đường thông xe hơi khoảng chừng 50m là tới đường thông xe hơi rồi. Kề bên Lotte Mart quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên khu dân cư Cityland và liền kề là các trung tâm thương mại như Vincom, Copmark và sắp đi qua sân bay khoảng chừng 5 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 20 phút đi xe gắn máy. Đây là hướng quay ngược từ phía sau ra khu vực gara xe hơi nha quý vị. Đây này, gara xe hơi này. Di chuyển lên trên lầu chúng ta tới với khu vực không gian phòng bếp trên tầng lửng. Quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà xây mới, sổ hồng riêng, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp. Giá bán đang đưa ra vô cùng hợp lý và cực kỳ hấp dẫn cho quý anh chị thậm chí mua nhanh. 7 tỷ 450 triệu đồng còn bớt, quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng nha. Trên tầng lửng sẽ là không gian bếp với khu vực bếp được làm bằng chất liệu là tủ gỗ An Cường, có khu vực để tủ lạnh này, đèn led chiếu sáng, cây cảnh trang trí và không gian bếp của căn nhà chúng ta là một không gian bếp vô cùng hiện đại. Chúng ta sẽ bước vào tham quan. Đây chúng ta có khu vực để lò vi sóng này, khu vực để tủ lạnh này mọi người, tủ lạnh hai cánh vừa nha. Bếp thì chúng ta có tủ bếp trên dưới, phía trên sơn màu trắng, phía dưới thì màu vân gỗ, đều được làm chất liệu gỗ An Cường, kính bếp màu xanh xanh. Mặt đá bếp màu trắng, có bồn rửa chén bát, khu vực giá kệ để chén bát và khu vực đặt bếp âm và khu vực đặt máy hút mùi. Một bộ bàn ăn 6 ghế màu trắng được gia đình tặng kèm khi mua ngay không gian bếp. Và phía trên thì chúng ta có đèn bông tuyết, trần ốp, một bức trần được ốp nhựa này, giá gỗ này, màu đỏ rất là tuyệt vời. Bên ngoài sẽ là cửa sổ 4 cánh ra khu vực mặt tiền chính, cửa lùa để chúng ta thoát mùi cho không gian bếp và đồng thời lấy sáng và lấy gió cho không gian phòng ăn của chúng ta. Và ngay đây sẽ là khu vực đặt bếp âm và máy hút mùi phía ngoài này. Đây là không gian bếp căn nhà nha quý vị. Quý anh chị chúng ta đang xem video trực tiếp căn nhà xây mới với diện tích ngang 4, độ dài 12m, sổ hồng riêng. Pháp lý giấy tờ rõ ràng, diện tích công nhận sổ là đủ 48m2. Và diện tích sàn xây dựng là 200m nha. Một trệt, một lửng và 3 lầu. Có 3 phòng ngủ, một phòng ngủ master, 2 phòng ngủ mini. Chúng ta đang di chuyển lên không gian phòng ngủ master của căn nhà. Lầu 1 thì chúng ta sẽ có phòng ngủ master và phòng vệ sinh lớn. Phòng ngủ thì
Chúng ta sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi. Những bức tường đầu giường được ốp nhựa trang trí và treo tranh, đèn thả. Phía trước là cửa 4 cánh đa ban công. Và một bên là dàn tủ áo và tủ kệ tivi, cũng như là tủ trưng bày, tủ kệ sách. Đây. Một bên chúng ta đặt giường ngủ, bàn trang điểm nha. Một bên là tủ áo và tủ kệ tivi. Bên ngoài sẽ là ban công với cửa lùa và màn rèm. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master. Phòng ngủ này thì có ống máy lạnh được trang bị ngay trên cửa nhá. Đó, chúng ta thấy phòng ngủ rất là rộng. Phòng ngủ này thì chúng ta có vệ sinh trong, phòng vệ sinh có bồn tắm nằm và có hành lang đi ra phòng vệ sinh này. Đây là phòng vệ sinh lớn của cái phòng ngủ master, phòng vệ sinh thư giãn với cây xanh, tranh ảnh trang trí. Phòng vệ sinh được ốp gạch phun trần với một bộ bàn ghế, một khu tắm đứng và một khu tắm nằm riêng biệt. Khu tắm nằm thì được ốp gạch trang trí rất là tuyệt vời, một cái bồn tắm khá là rộng. Và bên đây sẽ là khu bồn cầu và khu vực rửa mặt ngay kế bên giếng trời. Chúng ta thấy phòng vệ sinh rất tuyệt vời nha mọi người, trang trí phải nói là tuyệt vời, căn nhà này rất là đẹp đây. Quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ cho Huy Hùng ngay để có giá tốt khi mua, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Nhà đất Huy Hùng là một kênh bán nhà lâu năm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nên quý anh chị tin tưởng hãy liên hệ bên em để được bên em tư vấn hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và những căn nhà bên em chào bán đều là những căn nhà chính chủ, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng nên chúng ta có thể vay ngân hàng khi mua. Và di chuyển lên trên lầu trên, chúng ta sẽ tới với không gian của phòng ngủ số 2 và số 3. Trên đây chúng ta sẽ có hai phòng nha mọi người. Hai phòng thì cũng đầy đủ nội thất và vệ sinh trong luôn. Hai phòng trên đây thì chúng ta sẽ vào thăm này. Phòng đây chúng ta vẫn có giường ngủ 1m8 này, bàn trang điểm và tủ áo một bên kết hợp với giường ngủ. Đây. Một bên là tủ áo, một bên là bàn trang điểm và giường ngủ nha mọi người, giường ngủ ở giữa, tranh ảnh trang trí hai bên. Còn bên đây gia chủ lại thiết kế khu vực bàn làm việc và tủ kệ tivi. Khu vực gắn máy lạnh vẫn ở trên cửa và có vệ sinh trong. Phía ngoài thì chúng ta có cửa lùa 4 cánh và màn rèm này. Cửa lùa thì làm bằng nhôm sinh pha nha. Đây là cái phòng ngủ số 2, phòng ngủ trên lầu. Khu vực vệ sinh của phòng ngủ này chúng ta có bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, đèn led, vòi tắm hoa sen và bồn cầu nguyên khối. Rồi chúng ta sẽ qua không gian phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng của căn nhà trước khi lên tham quan khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Phòng ngủ số 3 thì chúng ta cũng có đầy đủ nội thất này, bao gồm giường ngủ 1m8 này, chăn ga gối nệm, tủ đầu giường, bàn trang điểm ngay đầu giường, tranh ảnh trang trí trên tường, máy lạnh tặng kèm, khu vực gắn máy lạnh, không có máy lạnh nha mọi người. Và phía sau có phòng ngủ vẫn có giếng trời và ngay khu vực giếng trời là tủ áo âm, được làm chất liệu gỗ ăn cường, đóng đụng trần ngay giếng trời luôn nha. Và có vệ sinh trong này, có vệ sinh đây này, được trang trí rất là đẹp, có bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi, cái được vòi tắm hoa sen. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên bên trên tham quan không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đi đường Thống Nhất vào cũng được và đi đường Nguyễn Văn Lượng vào thì tiện hơn. Ngay Lotte Max đi vào, và giá bán gia chủ đang chào bán là 7.450.000 đồng còn bớt nha. Khu vực không gian phòng thờ thì gia chủ đang để bộ bàn ghế ngồi chơi này. Phía sau sẽ là khu vực phòng giặt và sân phơi. Khu vực phòng giặt và sân phơi thì được ốp lát và trang trí rất là đẹp, được rào chắn và lợp mái rất là kỹ. Có khu vực để máy giặt ở đây. Đây, ngay chỗ cánh cửa này chúng ta có thấy ống nước để máy giặt này. Cầu thang leo lên trên lầu. Lên trên sân thượng bên trên thì chúng ta sẽ có năng lượng mặt trời này, có sẵn này, bồn nước nóng đại bồn nước đại thành 1000 lít này. Và phòng thờ thì chúng ta thấy này, có phòng thờ này. Và sân thượng phía trước của căn nhà chúng ta. Sân thượng phía trước thì có trồng cây xanh này. Có những rào sắt làm sẵn để chúng ta về không phải đục phá hay làm gì nữa. Và có cây xanh bên ngoài, có lan can và cây xanh, những ánh đèn led rất là lung linh trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp căn nhà bán thiết kế đẹp, trẻ trung, sang trọng, đẳng cấp. Giá bán đang rất là hợp lý, 7.450.000 đồng trên trục đường Nguyễn Văn Lượng,
sát bên Lotte Mart quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Hãy gọi cho Huy Hùng để có giá tốt khi mua. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.